Đáp cái máy bơm nha mọi người. Bơm tăng áp ở đây thì nước của người ta nó rất là yếu. Ở đây thì có một trệt một lầu đấy nha mọi người. Nhà kiểu nhà cấp 4 gác lực. Vòi này thì vòi dạng thường nha mọi người, không phải là vòi dạng xịn mà cao cấp đâu, cho nên là nước nó ra rất là yếu. Chứ còn bình thường nếu mà nước cái loại dài ra này nó rất là mạnh này. Đó, mà nước nó ra yếu cái này là mình mới biết là nước ở trên nó thấp như nào. Chúng là mình thấy là nó cũng tản được rồi, mà người ta xài không có được. Mình sẽ gắn một con máy bơm để đẩy cao cái ống nước ở đây. Mình đang ở trên mái nhà nha mọi người. Đây là cái bồn của nó nhé. Bồn này là bồn 5.000 lít bằng inox mọi người. Còn đường nước thì nói chung đơn giản thôi. Đây là cái đường nước cấp này, có cái phao. Đây là cái phao inox của nó này. In tốt cho mọi người. Đó, 200W thôi. Xà bồn cấp bình thường. Đổ như mà thôi. Này thì nó có 3 cái đèn báo nhé. Đèn hoạt động này. Và đèn mất nước này. Và một cái đèn nguồn. Chẳng hạn như cái anh cắm ấy, nó có nguồn thì nó báo là cái nguồn điện này. Còn khi nó chảy nó sẽ có một cái đèn báo. Khi nó mất nước thì nó sẽ có một cái đèn báo. Đấy. Chung là biết sao cái nước này thì chung là thấy nó nãy giờ bảo mạnh đấy. Nên là trường hợp mất nước là gần như không có đâu. Trừ khi anh khóa cái nước ở dưới mà anh không cấp lên đây thật lâu ấy. Thì còn bơm nó hút, nó cấp được dưới nhà cho anh hết nước. Thì chung là máy nó chạy nó không có nước rồi. Nó sẽ báo mất nước, nó chạy hoài nữa. Mình biết sao cái đường nước của nó ok rồi được. Ok đúng không? Mới thử lần ok đó. Lấy anh hai cái đầu răng test đàng hoàng ok hết. Một cái đầu răng ngoài 34 nhé, một cái đầu răng ngoài 27 à, không cái này bỏ mẹ cái phần ống dở cái đi được không anh? Cái nào trong cái thấy nhiều nối chứ. Cái nào đang tính một đường lấy ông 34, một đường lấy 27 được không? Bỏ cái phần cũng được đi, sao nó gọn là ok được. Phần ngoặt mèo cái này xử lý nó cũng dễ, hiểu không? Đi sao gọn là được. 34 làm sao nó ok gọn rồi mình phải gì đâu. Đây là in top cho mọi người, chúng ta xài đầu game này ok rồi. Thường như anh xài hai cái đầu cắm lại, sau này ví dụ có gì phát sinh trục trặc rủi ro ấy thì mình rút ra nó dễ đúng không? Cầm đi bảo hành cho nó dễ. Đúng rồi, đừng đánh đông chết kia đúng không? Đây thì tổng quan của nó thì bình áp này, tí 2. Đó, tản nhiệt làm mát qua mặt. Đầu ra này, còn đây là đầu hút. Cái đầu này tôi ngắt nhé, mùi nước. Đây là cái điều chỉnh nhanh chậm của đầu le. Dù như bình thường nó ngắt trong khoảng 7-8 giây. Anh muốn nó nhanh hơn thì anh chỉnh nó nhanh hơn thì ví dụ 3 giây sau nó sẽ ngắt. Hoặc anh chỉnh nó lâu hơn thì lên tầm khoảng 12-13 giây nó sẽ ngắt. Còn không thì cứ để mặc định, cái này là hạn chế không nên chỉnh. Cái để bình thường đấy, cái đầu bình thường thì xài được. Đây là thông số của nó nha mọi người, máy tốt của Nhật Bản này. Má này. PVZ 200 ba đèn báo nhé, đèn hoạt động, đèn mất nước và đèn cấp nguồn, xài nguồn cấp bình thường thôi. Con này thì 1 giờ 1 phút là 33 lít. Đó. Chạy thì nhiệt độ thì con này là xài nóng này nhé, chạy tối đa 100 độ C này, tối thiểu là 8 mét. Cho nên là mình không thể quay được toàn cảnh quá trình mình lắp đặt. Nói chung cái này thì nó cũng đơn giản thôi nha mọi người. Bơm thì mọi người để sao cho cân đối. Đấy. Đừng có để xuống đất quá là được, vì cái chỗ này là cái chỗ thoát nước. Đó, nên để cao một chút như cái một viên gạch này, đó, một hai bên gì đó đều được. Đó, nó nằm trên một cái nền này thì nước nó không thoát hay gì đó, nó ngập thì nó không có bị ngập bơm. Anh cắm đi anh. Cắm là có rồi, nói thêm có điện không? Đây là cái đầu cắm nhé. Đấy, đầu hút này. Đầu hút của bên jacken mình thường nhất là trục inox. Đây thì trục thằng mạt kén này mọi người. Thân bơm này thì nó màu đen chứ nó không màu xám như của mình. Đây là đầu ra của nó này. Này thì mẫu ma của nó hơi khác một chút. Nói chung là mình lo mình cũng muốn thay đổi mẫu ma đây chút. Bây giờ mình sẽ xả nước. Rồi. Nó vừa vàng chảy nhiều ghê. Ôi giời.
em tưởng anh ở dưới để anh ấy chơi. Em ngang ra kem luôn. Bốt anh phải xử lý cái cục này nhé. Ừ. Cái quan ấy, quan ấy. Có nghĩa là dưới là không wi xài nhá, là nó đã dừng này. Đó, thì ví dụ như bây giờ ở dưới anh chỉ cần mở nước ấy, nó đẩy ra ấy, thì bắt đầu nó sẽ chạy. Nó chạy thì chừng nào anh khóa lại ấy, nó khoảng cỡ 5 hay 7 giây gì đó, trong khoảng cỡ 10 giây đổ lại thôi. Đó, khi anh khóa lại một cái thì nó sẽ dừng. Sau này thì tại bởi vì là nó là dòng dạng khi mà nó ngắt nước ấy, nó dồn vô bình áp nên là nó ngắt chậm hơn để cho nó khỏi ảnh hưởng đến các cái đường ống với các cái đầu co nó bị như tăng áp, như con tăng áp cơ Pana á. Khi anh khóa dưới phát ở đây là khực một cái luôn. Nó dừng vậy nó bất ngờ phải để mấy cái này nó kiểu nó bị tác động, sợ về lâu về dài nó sẽ bị bung á. Cho nên là dòng điện tử này nó thiết kế cái bầu áp là anh khóa nước ấy, nó từ từ nó ngắt dần. Cho nên là giờ anh chỉ cần xuống anh mở nước để anh thử cho em thôi. Cái nóc hả? Còn ở trên này em dọn đống đồ này. Cho em gắn lại cái phao cho. Đây là cái thằng phao cơ của nó nha mọi người. Ok, người ta gắn sai. Đó, cho nên là mình mới gắn lại dùm cho ông. Đầu tiên là người ta gắn trực tiếp vào cái đầu răng này luôn. Cho nên là nó ngắt không có được. Đang thử nước cho mọi người. Ủa. Ba này nó như vậy hả? Ba này nó bị rò nước. Đồ này cả. Đây là cái đường cấp rô. Con phao của anh thôi chứ không phải phao của mình. Gắn dùm lại cho anh bởi vì nó bị sai. Đó, xong rồi mình sẽ ở dưới. Ở đây thì mình đang ở trên mái thì hình ra mình không có thử con bơm cho anh được. Còn anh ở dưới thì anh thử ok hết, anh nói là bơm là đặt tiêu chuẩn rồi. Sao ok, con này 200 nha mọi người. Đấy, tương tự như Reken rồi, nói chung là máy chạy cũng êm ấy. Mình thấy là không ok đấy. Giờ thì mình rút cái điện này ra ấy, thì thành ra là xíu nữa ấy, là ở dưới mình không có thử nước cho mọi người được, không là nó không có biết mạnh được hay không. Đó. Hơn nữa bỏ mẹ thôi. Mà có cái đàn nó ngắt nó phải như vậy rồi là khi mà nó đánh cái tìm ở bên trong là cái quả bóng của anh ấy, nó không phải nó kéo ra đây như vậy đâu, nó đẩy với cái thành bồn ấy kia kìa, đâu có ngắt được. Đánh được. Cái tôi là đóng nhẹ lắm, nhấc hơi xíu phát là ngắt nước. Không, phao này, dòng phao này nó xịn đây, phao này nó xịn, đóng nó nhẹ. Hiện tại là mình không có cắm bơm nhé, cho nên là thực sự là mình cũng không thử cho mọi người được đâu nhé. Tại vì là anh ấy kêu là anh ấy sẽ tự chủ động đi một cái đường dây ở cái phần máy bơm mà xuống đấy, chứ mình không có đi giống anh ấy nữa. Đây, đây, thì cái này nó ra, thì cái này nó ra đây rồi. Rất là mạnh, mình có bơm thì cái mạnh thì rất là nhiều, rất là mạnh rồi. Tầng dưới thì nó là tầng trệt, cho nên là áp nó xuống mạnh hơn. Không mọi người sợ tầng 2 thì nói chung chủ yếu là con bơm nó đặt cho cái máy nước nóng rồi. Ok, cảm ơn nha. Có chị alo. Đi nhanh.